Mới đi chở đất, mua đất thêm về nữa đây cả nhà ơi. Cho một xe luôn, 50 bao. Hổm giờ là mấy trăm bao rồi đó mà không đủ. Hôm nay đó mình sẽ mua thêm 50 bao nữa, hy vọng là đủ nha. Quá trời đất rồi cả nhà ơi. Cái mà cái đất này là garden soil như mình nói á, nó đang sale. Nên là hôm nay mình mua chứ mai nó hết sale á, uổng lắm. Nó đi làm về đó, ghé xin rau á hả cả nhà. Nói rau của chị tươi quá, chị em à, em đến em xin miếng rau. Ừ cưng cứ hái đi. Ừ đó giỏi quá. Trời ơi giỏi quá, chị cầm giỏ cho. Đó cưng cứ tỉa cái ở dưới đó. Ừ cái lá ở dưới đó. Ừ đó cứ tỉa hết đi cưng. Cái lá nào bự cưng cứ tỉa ăn hết đi. Cứ nè. Ừ không có chi đâu. Thì hả nhà chị chồng đó rồi. Ừ nhà chị chồng đó thì cứ hả bay cứ ghé đến mà hái mà đem về ăn đó. Cái trời ơi chị bận rộn từ sáng giờ cưng. Trời đất ơi suốt ngày vườn với tược đó. Rồi mới vừa chở 50 bao đất nữa đây. Cưng cứ bên đây hết đi. Bên đây tẻ cho hết đi rồi qua bên đó cưng. Cứ xoay vòng á cưng tẻ hết chỗ đó cho chị mấy cái lá bự á. Cưng cưng tẻ hết đi. Ừ. Rau xà lách á hả nhà chồng organic á. Tha hồ cưng về cưng ăn. Rồi tí nữa đi lấy bên kia nữa nhiều lắm. Cưng cứ tẻ hết đi nha. Dạ. Ừ. Rồi xong rồi cái đi nhổ thêm rau thơm nữa chứ hồi nãy chị nhổ được có một mớ thôi. Chị cắt được có một mớ rồi cái chị mắc làm vườn mới vừa khiêng mấy chục bao đất. Rồi á hả? Ừ, cứ vòng vòng vậy đó cưng nghe. Ừ, cái mấy cái lá bự đó cần nhổ hết cho chị đi. Ừ, cái xong rồi nó lại ra nữa cái cưng ghé cưng ăn. Đó, mấy cái lá bự cưng hái còn lá nhỏ cưng chừa lại cho chị để nó bự ra cái mình hái tiếp. Ừ, đó, cái lá bự đó đó, ừ. Cái cưng cứ hái đi. Quá trời rau xà lách nè. Rồi xong rồi cái hái rau thơm. Ừ. Đó mấy cái lá bự đó cưng. Ừ. Cái mình tách mấy cái lá bự mình ăn đi. Rồi cái lá nhỏ cái nó lại mọc nữa. Ừ đó cưng xoay vòng vòng đi. Nó mọc nữa cái là lại hái tiếp. Cái hái rồi tặng bạn bè đồ. Ăn cho vui. Tí nữa cũng có con bé nó đến, nó cũng đi làm ra đó, nó ghé vô. Cái hôm nay nó cũng ghé vô, nó biểu chị ơi, rau tươi quá, ngon quá, chị ơi, chị cho em xin. Ừ, cái mấy nào bự là cưng, đó, cái đó bự đó. Ừ. Không, cái nào bự cưng cứ tẻ, còn cái nhỏ thì mình giữ lại. Ừ, đó, đó. Một hai lần cái là có kinh nghiệm mà cưng. Đó có chân ấy. Ừ đấy rồi thế là hả. Ừ đó rồi lần đầu tiên đi hái mà sợ rau nó bị đau. Ừ rồi ở trên đi cưng, ở trên đi, rồi ở trên đó. Ừ đó cái cưng cứ tẻ mấy cái lá bự cho chị. Ừ cái đó hơi dục dưới đất đi cưng. Ừ đó quá trời rau luôn cả nhà ơi. Đó hái đi cưng, cứ hái anh vô tư đi. Nhà chị chồng á thì hả là organic đó, là mấy em cứ đến hái đem về ăn. Hôm nay là bé Ly đến hái rau, bé Dung đến hái rau về hả tha hồ ăn. Rau tươi ha cưng ha, sướng ha. Hái mà cái nó giòn nghe kêu rụp rụp luôn á. Chứ mua nó đâu có được như vậy đâu. Đó thấy chưa, nó giòn rụm mà. Mà không có cái gì đâu. Không có phân thuốc mà cũng không có cái con gì đâu. Ừ. Rau sạch đó cưng. Đó cái nào bự cái cưng cứ hái. Rồi bây giờ cho cưng thêm bên đây nữa. Cái chậu bên đây là hai loại nha. Ừ cái loại bên đó là xà lách. Xà lách này là xà lách khác. Còn xà lách này cũng là xà lách nhưng mà là loại khác. Thì cũng nhạt những cái lá bự á cưng hái cho chị. Đây nè cưng thấy cái lá này bự không. Đây nè chị chỉ cho cưng cứ dày. Đó trời nghe rớp rớp không. Đã cái lỗ tai. Đó ừ, đó. Mà cái xà lách nào ăn cũng giòn. Cái này giòn dữ lắm nha cưng. Ừ, lựa cái lá bự á, rồi hái còn chừa cái lá nhỏ để nó bự nữa cái lần sau cái cưng lại cưng hái. Mấy ngày nữa cái cưng lại cưng hái. Ừ đó. Đây 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 chị chỉ nha. Đây đó, đây nè. Ừ đó.
nó mọc thẳng ở đây nha. Đúng rồi, đây nè, cái lá này bự dữ lắm nè. Dạ. Đây nè. Ừ, đó. Rồi, bây giờ bỏ cái đó đi. Cái lành lên trên đây đi cưng, trên đây, ừ, cái chậu trên đó. Không sao đâu, nó không gãy đâu. Ừ. Cưng cứ tẻ những cái lá bự á cưng ăn. Giờ này á là 7 giờ mấy rồi mà trời còn nắng, thì bây giờ bắt đầu mùa này rồi á cả nhà. 8 9 giờ trời cũng vẫn còn nắng. Cưng cứ lửa nào bự á cái cưng tắt cái lá. Ừ đó. Giỏi quá. Dạ ơi, giỏi quá. Đến đây hái chừng 2 lần cái là có kinh nghiệm đầy mình luôn á. Trời ơi, bầu đến hả anh? Đúng rồi, nghe tiếng xe là chắc con bầu đến. Rồi đó cưng cứ hái. Ừ. Các bạn cùng hái ra. Ừ, đó cùng hái cho vui. Cờ cái bắt đầu đó lên ha. Ồ, em á hả? À, không phải. Bé gái. Ừ. Ừ. Rồi, đó. Ừ. Rồi xong bây giờ qua bên đây đi cân cái chậu ba. Cái này hả lên hả? Ừ. Đây vớ lên. Vớ lên hả? Lấy ghế không? Không cần. Còn không thì vô trong đây nè. Vô trong đây nó cao hơn, cân xách cái vỏ nó vô đây. Ừ đó, cân vô trong đây. Trời, cái vỏ thấy rau đẹp. Ui. Cũng bầu nó đến á. Ừ, cưng hái tiếp tục đi rồi chị ra đón thêm một bạn nữa. Bầu á bầu. Trời ơi, chị chờ mày đây. Đây. Hôm nay là cô em mình á đi làm về, ghé vô hái rau cả nhà. Wow. Hello. Trời ơi, cưng còn đem cái gì đấy? It's orange. Trời ơi, cưng ghê không, đem quà cho chị nữa nè. Cho chị cam em mình à. Ừ. Trời ơi, tội nghiệp lắm cả nhà. Đấy, đi vào, chị đưa cho cái giỏ lớn mà hái. Úi giời, có cô bạn cũng đang hái đấy. Ừ. Cưng cứ để cam ở đó đi. Ừ, đi vào hái với bạn cho vui. Đây. Trời ơi, cái này là lời rồi. Đây, cho bầu cái giỏ bự trời luôn. Ơi, cái này là và bầu bên đây. Ừ, đây. Đây, nha, bây giờ. Ừ. Đây, chị chỉ cho bầu hái nha. Những cái lá bự cưng cứ tách, tách ở dưới đây nè. Tách cái đó, thấy không? Rồi cái là lá nhỏ mình chừa lại nha cưng. Không cần kéo. Đấy là cưng cứ tắt như vậy thôi. Xà lách này ngon chưa? Cái nào cũng ngon. Cưng cái này xong rồi xoay vòng đi rồi hái qua cái khác. Đó. Xong rồi đây. Ừ. Cái nào cũng ngon hết. Đấy. Cái nhỏ thì đừng hái là để cho nó mọc ra nữa. Ừ đấy. Ui chà, mày đến đây mày hái chừng 2 lần á là có kinh nghiệm luôn. Trời ơi, đi làm vườn luôn. Ừ. Đi theo bà chị tôi. Cứ vòng vòng, cứ vòng vòng. Ừ. Đó, cái lá nó bự đó cưng, hái đi bầu. À, cái hả cái cô em này tên là An, nhưng mà cứ gọi là bầu là vì á mỗi năm cứ bầu một đứa vậy đó, mà giờ hết rồi ha. 4 đứa rồi, cả nhà mới có 20 mấy tuổi mà 4 đứa rồi đấy. Đúng, lộn rồi, em 30 mấy em già rồi chị ơi. Ờ thế à, đấy chị cứ tưởng mày 20 mấy chứ. Cái mặt non nhưng mà người thì già rồi chị hai. Trời ơi. Rồi cân bên kia là đủ chưa? Rồi bây giờ ngay qua đây hái phụ với bạn đi. Đó, bầu cứ hái đi, cái nào bự thì hái giùm cho bạn đi. Ừ. Thế à. Ôi, dâu thà lắc thì đã chứ. Ừ. Đó, ừ có đó giòn ha cưng ha. Hái đi bầu, hái mấy cái ở trên nữa bầu xong rồi qua bên kia hái tiếp cái giòn đó nữa bầu bên kia còn nữa. Abihia nhưng mà nó đâu có to, hôm nay sao nó mau dữ vậy? Ừ. Trời ơi, nó nhanh dữ dằn luôn. Cái nào nhỏ thì bầu đừng hái để nó bự, tuần sau cái bầu lại hái. Ừ. Tới nữa rồi. Ừ. Đó, cưng cứ hái đi, bên kia còn bầu, bên kia có lại xà lách nhúng nó còn nó bầu. Ừ. Bên kia bên kia. Ừ, cái đó bé bầu đừng hái để cho nó bự rồi tuần sau bầu hái. Để cho nó mập mạp chúng mình hái. Ừ, bên kia kìa bầu, tí nữa chị dẫn cưng qua kia. Đấy. Đây nè, cái chậu trên cùng đây nè Ly. Đó, bầu hái luôn giùm chị đi. Những cái lá bự á, cưng hái anh đi rồi nó lại ra. Cái nào cũng ngon hết á, cưng hai loại á. Cái loại nhúng với lại, ừ, đó. Ừ, đó. Rồi xong rồi tuần sau, ừ. Tuần sau cái là lại đến cái là lại hái nữa. To như có lá thì bé quá chị. Ừ. Không, ý là lá bự mình mới hái. Quá trời rồi. Rồi nó có hái cái chút xíu ở đây rồi hái. Ừ. Rồi đấy bây giờ mời bà bầu á qua bên kia nha. Tiếp tục hái những cái lá đó đi cưng. Đấy, ừ lá to thì cưng cứ hái. Lái hết đi. Thôi vậy mai nhà em luộc cho thịt à của mấy chén ăn. Ừ đúng rồi. Mai đâu có đi làm. À. Mai em hôm. Rồi bé quá rồi bỏ luôn trong này.
Rồi cái mình rớt ra mình tiếc. Thì đúng rồi, rau mà rau sạch nè, nhìn đi cải cải nha. Đó. Ờ. Cái ly hái thêm cho bầu, hái giùm cho bầu. À, hái phụ bạn đó cả nhà. Đó. Rồi bầu cứ quay vòng vòng á nha cưng. Cứ quay vòng vòng cái lá nào bự á cưng hái. Rồi cái còn lá nhỏ thì tuần sau cưng ghé vô. Đó, tha hồ là cưng ăn. Hai bầu nhà gần nhau chi vậy? Ừ. Có gì thiếu thốn chạy qua bên này có cung cấp đầy đủ. Tha hồ chị đưa cho mày cái giỏ lớn là mày biết đây rồi đây nè. Cứ việc hái hai em dễ thương ghê không. Hả? Trời ơi rau thấy mê ha cưng ha. Dạ. Ừ bởi này, không cái đó là cải thảo cưng nó bự. Ừ đúng rồi, nó còn bự để nấu canh. Cải hảo, cải thảo. Rồi còn lá nào bự không? Cái nào bự thì cứ việc hái hết đi, rồi xong rồi tuần sau ra hái nữa nha. Rồi. Rồi bây giờ thôi bỏ đó đi cưng, bỏ đó đi, mình đi hái rau thơm đi bầu. Rồi chị còn ở trong nhà nữa, tí nữa chị đưa thêm chị mới. Cứ túm một nắm là cắt, nắm một nắm là cắt. Thơm. Cứ bầu cắt đi rồi cứ là xe với ly. Cứ nắm một nắm mà cắt nha cưng. Đó. Đó. Cho mình ít thôi. Nó cũng last week thì như em canh tới đây nó nhiều. Con mấy chị hái hình hết cho em luôn đó. Thì đấy hôm đó là chị hái cho cưng là sạch luôn đó. Cái hôm nay nó lại lên đó. Hôm đó anh hái. Nó lên quá trời luôn rồi. Trời nó bự dễ sợ luôn á. Cây cải tím đó. Cải tím đó giờ làm gì? Là cái đó là nấu canh nè. Cái đó là ăn sống cũng được đó nha. Không, cái đó ăn chúng mình cuốn gì cũng được. Ừ. Đó, tí nữa hái đi, hai đứa chia nhau ăn đi. Ủa, cái này nhiều. Hái rồi, bầu ơi, mày cứ nắm một nắm, mày cắt cho nó thương, nhanh. Thương lắm, mày cắt cho nó đi hụt cái khổ tụi nó. Ừ. Đâu, cái này này. Bên này, bầu này. Nắm một nắm luôn đó, bầu. Ừ, cứ nắm một nắm á. Mình phải thương nó, nâng niu nó chứ. Đấy. Tới mình có đồ để ăn nữa. Không, cứ nắm một nắm, nắm ngay cái đầu nó một nắm vậy. Ừ. Ừ đó, cứ nắm ừ đó, trời ơi giỏi. Trời ơi, không không có gì đâu. Mày cứ cắt rồi nó lên. Ừ. À, mà hả là bây giờ nó đang non đó. Nó mới ra đó, nó non. Tay chồng mình đâu có biết được đâu, em chồng nó có lên nhiều lắm kìa. Thơm quá. Trời nó ăn cỏ đó. Cái lắp giáp cá này là giáp cá trắng, cái lá nó mỏng ăn nó ngon, còn cái giáp cá tím á, giáp cá tím nó mạnh hơn cái thằng này, cái đó là cỏ nhổ ông chị đi. Cái giáp cá xanh, giáp cá tím kia đó nó mạnh lắm nhưng mà ăn nó không thơm bằng thằng này đâu. Nó dày lắm, ăn cái nào cũng ngon hết đó. Cứ nắm đi, cứ nắm mà cắt hết sắc rạc cho chị đi. Rồi cái tuần sau có nó lên, tao tưới phân cá vô cái nó lên. Thì tưới phân cá cưng. Cái mua cái bình phân cá đó về mình pha với nước cái tưới vô. Trời ơi, cây nó tốt dữ lắm. Đi ơi, con cứ leo vô cây của má, má buồn lắm nha. Quá trời. Cứ hái, cứ nắm cái đầu nó mà nắm một nắm, cái cắt cái ở dưới, cắt sát xuống. Cái là nó lại lên, xong rồi qua, ôi trời ơi con nhỏ này nó ham vui anh Thận. Rồi xong rồi đi vô kia cắt khung lưỡi. Cứ cắt sắc rạc đi, xong rồi vô kia cắt khung lưỡi. Rau má bên đây, úi dồi ôi. Rồi xong đi qua rau má. Rồi chị Ly cắt không? Ly có cắt nữa không? Cắt nữa không? Cắt sắc rạc đi. Cắt sắc rạc đi. Cắt đi cưng. Không, cứ cắt đi. Cắt đi, ngày mai chị tưới tưới nước vô rồi nó lại lên. Cứ nắm, cái nắm, đó, cưng cứ làm vậy á. Chị vỡ trong góc đó đi cho em là thua rồi đó. Đưa cái kéo cho anh Ly. Đó, Ly cứ nắm trên cái đầu đó, cưng cắt. Em đi hái rau mà giống hái rau. Đó. Hái sắc rạc hết đi rồi nó lại lên nè, không có lo đâu. Xong rồi đi qua hái rau má, rồi hái húng lũi. Trời ơi mày bay đi ra cái chỗ húng lũi chắc bay thấy mày bê luôn. Rồi đi qua hái rau má Ly. Đây rau má bên đây cả nhà ơi. Đây rau má đây. Đó mấy em cứ cắt sắc rạc cho chị nha. Túm vô một góc đó Ly.
đưa cái kéo cho con bầu nó cắt, rồi xong rồi cái tém cái rau này vô một góc đi ly, để cho nó rõ ràng bên nào ra bên đó, biết không? Đó cái đó cưng cái cắt hết đi, cắt hết cho chị nha. Cái đó cưng dịch ra cho chị đi, không phải đâu. Cái rau gì ở bên đây nè, bên đây nó bò qua đó, ừ đó cái dây đó. Đây rau má đó cả nhà, rau má này về cái xay nước uống đó, tuyệt vời luôn đó nha bầu. Hôm nọ em làm đó. Xay nước rau má cái em cho cái bơ đậu phộng vô á Ly. Xay chung trời ơi ngon dữ lắm. Cái cân dục qua đây cho chị nha Ly. Đó cứ cắt đi. Trời ơi mấy em đến hái rau cái chị vui ghê luôn á. Trong lòng nó vui. Chồng bên nữa này. Ừ bên đó quá trời á Ly. Gọi là chồng vì đam mê. Ly bé bầu. Em qua bên đằng sau lưng cưng á, nó cao hơn dễ cắt kìa. Đó đằng sau lưng đó, quá trời cắt hết cho chị đi rồi nó lại lên. Mời muốn ăn nó là cứ việc qua. Ừ cưng hái đi. Chị chồng vì đam mê mà. Chồng tay khéo quá. Đấy mấy em đến hái rau là chị vui lắm. Nó chứ chồng mà hả, chia sẻ với cả nhà cùng ăn cho vui. Không, cái đó là dấp cá xanh đó cưng, dấp cá tím đó cưng. Cái lại mày hù chị Ly vậy. Rồi đó, bầu, ui trà nó cao bầu. Bầu cứ phập hết đi rồi về. Ừ, cứ cặp phập hết đi. Trời ơi, chị chưa có đi tưới nước cho tụi nó nữa đây nè. Cái tụi cưng hái xong cái là chị tưới nước, cái chị mới che lại á. Có những cây phải che lại đấy, nó còn lạnh đó cưng. Cứ nắm cái đầu mà cắt nha, đa bầu về rồi là lựa ra. Cỏ nha. Ừ. Cứ cắt. Cỏ luôn rồi đó. Ừ, xong về rồi lựa ra. Ừ. Rau là phải có cỏ nha, rau cỏ người ta thường nói vậy á cưng. Quá trời nè, đẹp chưa? Đó, quá trời đây rau má, rau giáp cá rồi bây giờ đi qua là mình cắt rau húng lủi nữa nha mấy bé. Đi qua cắt một mớ húng lủi. Bên kia nhiều lắm, là nhiều luôn á. Chị để dành cho bầu với Dung đến cắt á. Hồi sáng này á, chị cũng cắt một mớ rồi, để trong nhà đó. Cái chị đổ bánh xèo á, hai vợ chồng ăn. Cái mà mệt đuối à. Rồi xong rồi cái gọi tụi cưng đến rồi đó. Tu gô cho mấy đứa. Tu gô cho mấy đứa bánh xèo với lại rau thơm. Cái rau ở trong nhà cũng nhiều lắm mà chị rửa sạch rồi. Còn cái này chưa rửa thì mấy đứa về rửa nha. Dạ. Ừ. Cái này nó phải đưa cái kéo cho chị nè. Cái tay. Mình cũng không có đủ độ dài. Bầu đưa cho cái giỏ cho bé Dung. Bé Dung bỏ cái giáp cá vô luôn cưng. Cái này đi bọc đựng. Rớt cộng nặng uống. Đó. Cái tay mình đó. Đúng rồi. Wow, giỏi quá đi Dung ơi. Quá giỏi à. Cái đi vô cắt húng lũi trong kia. Mình cắt mình rớt cái cọng mà mình bầu ơi, dạ. Cái chừng vài ngày nữa cái bầu ghé cắt cải xanh về nấu canh cho mấy bé nha. Ok. Đó, đây nè, cải xanh hôm nay cũng tươi tốt rồi cả nhà. Quá trời luôn rồi ha. Để vài ngày nữa rồi em nó ghé vô hái cải xanh về nấu canh. Rồi bây giờ qua hái húng lủi nha. Hái húng lủi bên kia kìa bầu. Bên kia nó tươi hơn mà bây giờ cưng ngắt cũng được. Cưng vô nói anh Thuận đưa cái kéo, cái cưng phụ cắt chung. Chị đi tìm cái kéo nãy giờ thôi. Có một cái à. Ơi đã chưa. Đó cưng cứ phập hết cho chị đi. Trời ơi em ơi, khổ ghê luôn á. Nó khoái vô trong bé khoái vô trong nó chơi rồi tao không có người tới tha chơi. Nó vui á cưng. Nhưng mà mình sẽ cắt thôi nó già đó. Đúng rồi. Nhưng mà đấy, trời ơi, để cắt đi, cắt ăn cho sướng. Ừ. Trời ơi mà đó em thấy không? Nó tươi tốt không? Thơm nha. Bỏ ra đây cái chị để sẵn cái lỗ cho cưng á. Rồi. Đây nè bầu ơi, cưng có thấy không? Cưng cắt giùm chị cái đó đi. Ừ đó. Cắt hết đi rồi xong rồi cắt ở trong cùng nha bầu, cái người chị nó bự á. Đó. Cắt xong rồi cái hai chị em chia. Chứ chị á bự con quá chị chui vô đó nó khó. Đấy bầu, ở trong đó bầu.
ơi. Một dãy cơm cắt sắc rạc cho chị hết sát rạc luôn. Ừ. Đấy, bầu là nhanh nhẹn nhất. Không, mà mình muốn tước tước mấy cái lá kia. Không, cứ cắt đi. À. Cắt rồi nó lại cao nữa bây giờ. Ủa, đó. Cái này mau quá. Ừ. Mà mình sợ nó già không? Không. Quá, trời ơi bây giờ dễ, ừ. Dễ gì được cá đâu này. Ờ, dễ gì được cá đâu này mà. Đi ra mua mắc lắm nha cưng. Không, mắc mà không có ngon. Kìa thôi khỏi anh, có được rồi. Xong rồi bầu nó cắt xong rồi. Đấy xong rồi cắt ở trong cho nó hết rồi. Cái bắt đầu ở ngoài đây cái nó cao cái là mấy đứa hơi mày đừng leo vô té đấy ly. Xong rồi. Xong rồi nè. Ừ thôi được rồi. Bạn cái đó để dành đi, để dành về mai mốt. Ờ cắt luôn đi bầu. Đến lén vô coi chừng á cưng. Ừ. À. Đó, ờ cắt sắc rạc đi cưng. Trời ơi bầu là nó nhanh nhẹn lắm. Giỏi lắm. Bé An là giỏi lắm. Rồi ok. Đó, quá trời rồi ha. Rồi thôi mình đem ra kia nha, xong mấy chị em mình chụp một tấm nha. Bây giờ hai em chia rau. Đó, cứ đấy, hai em chia chia gia tài giống chị với lại lên nhà anh Nhung Hà chia. Đây, thấy chưa? Quá trời xà lách luôn. Với lại hồi nãy một mâm rau ở trong nhà nữa mình chia cho hai em ăn luôn. Đó, hai em. Đó, em ngắm chị lấy đi. Rồi. Trời ơi, chị lấy cái hai máy. Nhà chị đông thì cứ việc lấy nha. Nhà em cũng đông họ hàng á. Đấy, cứ trời việc. Ơi. Cứ việc mà đấy, hả? Thôi thôi chị em đủ rồi, em nhiều lắm. Rồi đó, rồi cái tuần sau lại đến hái nữa. Quá trời rau xà lách ngon ha. Có gì đâu. Vui quá à, chị nữa hả? Dày cái chị vui. Hai giúp đi ra vườn hả? Đi vô farm á. Farmer, đi farm. Mấy mốt rồi đến đến củ quả rồi tha hồ lại ra qua hái. Bà cũng trồng mà ít hơn chị. Trồng nhiều quá không? Thôi. Rồi.